lấy giữa thiệt tâm không? Cực kỳ nhiều mẫu luôn, hàng về là ngập tràn kim hoàng thảo luôn nha mấy chị ơi. Về lắc nam nè, dây nè, vòng nè, quá trời luôn, nhãn 24 nữa nha. Rồi bây giờ em sẽ quay từng sản phẩm cho mấy chị yêu xem ha. Bây giờ em lên dây ha, mẫu vừa cặp bến bên em luôn, dây con heo. Rồi, đây, dây con heo ha. Cực kỳ đẹp luôn nha, sáng rực rỡ luôn nha mấy chị yêu ơi. Đây, nó về một con, hai con, ba con đều có luôn ha. Nè, vừa về luôn. Vàng này là vàng cưới ha. Đó, đeo cực kỳ sang luôn. Đây, con, hai con, ba con. Đây, cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị yêu ơi. Sợ sắc luôn, nguyên một bầy luôn, rất là đẹp ha. Ở trên lòng của nó là chạm là long phụng ha, cực kỳ sáng luôn, mốc máy luôn ha. Rồi chị yêu nào thích mẫu này nhanh tay chụp màn hình. Mẫu này thì nó tầm khoảng là một lượng 9 dần 2 lượng nha mấy chị yêu ơi. Đây, quá trời đẹp luôn, mẫu độc quyền tại tiệm vàng Kim Hoàng Thảo nha mấy chị yêu ơi. Hàng này là dây đúc luôn nha, đeo rất là chắc chắn luôn này. Rồi mẫu hai con heo, mẫu này thì nó tầm khoảng một lượng nha. Đó, em về đầy đủ luôn ha, cực kỳ xuất sắc luôn. Ở dưới là nó có mấy con heo con nữa nè. Đó, rồi mẫu một con heo thì em về được 3 dây ha. Quá trời đẹp luôn, cực kỳ xuất sắc luôn. Mẫu này thì nó tầm khoảng là từ 5 chỉ mấy cho đến 7 chỉ ha. Đó, tùy theo con ha, tùy theo da. Cực kỳ đẹp luôn, mẫu mã rất là sắc sảo luôn nha. Rồi, nhanh tay chụp màn hình lại giùm em. Rồi, em lên một siêu phẩm thứ hai ha, là lắc nam cho mấy anh trai ha. Đây, cực kỳ xuất sắc luôn. Đây, con đại bàng ha, lắc này là lắc hàng rào, móc máy hết luôn, đeo là bao sáng luôn, rất là chắc chắn luôn. Hàng này hàng đúc, ở trong là móc máy 5D luôn nha. Đây, sáng rực rỡ luôn. Đây, đại bàng cực kỳ đẹp luôn nha. Mẫu này thì nó tầm khoảng là 13 lượng nha. Đó, rồi anh trai nào thích mẫu này nhanh tay chụp màn hình lại giùm cho em. Rồi, có dạng này là khóa hộp luôn ha, khóa hộp nó chạm rồng luôn, cực kỳ sang luôn ha. Đây, xuất sắc luôn. Em về được là con đại bàng nè, con rồng nè, con ngựa nè. Đây, mẫu này là mẫu con rồng ha. Quá trời đẹp luôn mấy anh chị ơi, dày chịu sao mà nổi này. Rồng ngậm ngọc ha. Đây, khóa này là khóa hộp luôn. Đó, hai con rồng cực kỳ sang luôn. Rồi, nhanh tay chụp màn hình lại. Đó, quá trời xuất sắc luôn. Cái này mà đi thêm một cái nhẫn con rồng như em đang đeo trên tay nè. Đây, còn gì phải bằng nữa. Đây, cực kỳ sang luôn. Cái hàng này là em về được hai dạng ha, một dạng là trơn. Ví dụ anh trai nào mà muốn mà đeo mà đơn giản trơn, không sợ bị rớt hộp quá, là đeo cái dạng này. Có một dạng tắm nữa ha, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Ngậm ngọc đỏ nha. Rồi, mẫu này á, là nó tầm khoảng là 14 lượng nha. Đây, mẫu tiếp theo là lắc con ngựa. Sợ sợ chưa mấy anh trai ơi, trời ơi, quá trời đẹp luôn. Rồi, mẫu này thì nó tầm khoảng là một lượng hai ha.
có hộp luôn. Rồi, bây giờ em sẽ lên dặn dòng cho mấy chị yêu ha. Đó, em lên sang kể cho mấy anh chị xem ha. Đây, dòng bản móc máy kim cương nha. Cực kỳ đẹp luôn. Đây, quá trời xuất sắc. Vừa tắm vừa móc máy, đeo là cực kỳ sáng luôn. Đây, cái này là đai lưới ha. Đai lưới móc máy, đeo bao sáng luôn, khỏi sợ đen nha mấy chị yêu ơi. Với lại không có sợ bị hầm tay ha. Đó. Khóa này là khóa hộp hết luôn nha. Có hai cái khóa an toàn hai bên nè. Đó, mình đeo rất là chắc chắn luôn. Mẫu này thì nó tầm khoảng là 8 chỉ rưỡi một chiếc thôi nha mấy chị yêu ơi. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, em lên một lô nhẫn ha. Cái này là em mới về được mấy chiếc thôi, dưới hết hàng luôn rồi. Cái này em mới đặt lại thôi. Đây, xuất sắc, quá trời đẹp luôn. Đây, mẫu này thì nó tầm khoảng là 1,6 một nhẫn thôi nha mấy chị yêu ơi. Đó, nhẫn bản ha. Đó, tay chị nào bị mắc tay á là đeo mấy cái hàng này là che được mắc tay của mình luôn ha. Đó, về đầy đủ màu luôn ha, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, chị yêu nào thích mẫu này nhanh tay chụp màn hình lại ha. Đó, đai cái này là dạng đai lưới luôn nha mấy chị yêu ơi. Alo. Trời ơi, đang rung, áo quên, đang qua tư liệu em ơi. Qua tư liệu dài lắm đó nha. Khi nào mà chị nói thì qua còn rung lại. Quá trời xuất sắc luôn mấy chị yêu ơi. Hàng về ngập tràn kim thành hảo luôn nha. Đó, rồi bây giờ em lên một siêu phẩm tiếp theo ha, dạng lắc ha. Mấy cái hàng này nè, mấy chị gái mà muốn đeo thanh mảnh đeo thì tậu ngay mấy em này về cho em ha. Cực kỳ đẹp luôn. Hàng vừa về là em khui hàng liền để em quay lên cho mấy chị yêu xem luôn á. Đây. Ôi trời ơi, đẹp xuất sắc luôn mấy chị yêu ơi. Đai này là đai kim tiền móc máy ha. Đó, sáng rực rỡ luôn. Mẫu này thì nó tầm khoảng là 2 chỉ 7 cho đến là 3 chỉ, 3 chỉ mốt một chiếc ha. Đó, rồi chị yêu nào thích mẫu này nhanh tay chụp màn hình lại nha. Cho bởi vì mấy cái hàng này là mỗi mẫu chỉ có một chiếc đến hai chiếc thôi, số lượng có hạn nha, nhanh tay chụp màn hình lại giùm em ha. Rồi ví dụ nếu mà chị nào ở gần á muốn xem mẫu thực tế luôn là em mời mấy chị yêu ghé tiệm em ha để xem mẫu thực tế luôn. Rồi chị nào ở xa á, thì mình cứ chụp màn hình lại, nhân viên chốt đơn rồi gửi hàng đi cho mấy chị yêu nha. Rồi, em lên một set bộ ha. Đây, set bộ hoa ngũ sắc, cực kỳ sang luôn. Đẹp rụng rời tay chân luôn á mấy chị ơi. Trời ơi, còn gì bằng nữa đây. Cực kỳ đẹp luôn. Nguyên một set bộ như vậy thì nó chỉ có là tầm khoảng là 1,3, 1,4 một bộ thôi nha mấy chị ơi. Đây là khuôn tắm luôn. Ở dưới là hoa văn ha. Cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ sáng. Hàng này là hàng đúc luôn nha mấy chị yêu. Rất là đẹp. Một bộ duy nhất thôi nha. Hàng nó về có một bộ thôi à, chứ không có nhiều đâu, nhanh tay chụp màn hình lại rồi xong để tậu cho mình những cái mẫu như vậy, cực kỳ đẹp, cực kỳ lạ luôn ha, đẹp xuất sắc luôn. Rồi, em lên một lô dòng dòng lò xo bi ha. Đây, cực kỳ hot bên em luôn. Đây mấy chị yêu ơi, một màu, hai màu, sáng lấp lánh luôn ha. Đó, bên em là mấy cái hàng này về cực kỳ nhiều luôn, bán cực kỳ chạy luôn ha. Hàng này rất là dễ đeo bởi vì cái dạng này là dạng lò xo nè mấy anh chị nè. Dạng lò xo mà đeo ra đeo vô rất là dễ luôn ha. Đó,
Rồi. Cực kỳ đẹp. Mẫu này thì nó tầm khoảng là từ 6 chỉ cho đến là 1 lượng rưỡi, 1 lượng. 1 lượng rưỡi ha. Từ 6 chỉ cho đến 1 lượng rưỡi là tùy theo dòng của mấy chị yêu muốn ha. Ví dụ 7 dòng, 9 dòng, 14 dòng, 21 dòng ha. Rồi, em lên một lô lắc nữa ha. Lắc này thì nó nhẹ hơn. Cái dạng này thì nó tầm khoảng 7-8 chỉ một chiếc thôi. Siêu phẩm. Cái dạng này là dạng hàng rào nè. Mình đeo rất là ôm tay luôn. Cực kỳ sang. Trời ơi, hàng về ngập tràn luôn mấy chị yêu ơi. Nhanh tận chân ghé đến tiệm vàng Kim Thành Thảo để tậu cho mình và người thân những cái sản phẩm vừa mới vừa đẹp vừa độc vừa lạ ha. Đó, cực kỳ sáng luôn, sáng lấp lánh luôn nha mấy chị yêu ơi. Anh trai nào mà bị mắc cá tay hay gì đó là mình đem mấy cái hàng rào, mấy cái dạng bản hàng rào như vậy nè, nên nó vẫn che được luôn nha. Đó, cực kỳ đẹp, chỉ có 8 chỉ thôi mà đeo vô rất là ôm trong tay, rất là chắc tay luôn ha. Cực kỳ đẹp, chạm rồng nổi nè. Đó, cực kỳ xinh luôn. Sáng lấp lánh luôn không? Rồi, em qua mẫu ha. À, mấy anh chị ơi, lưu ý giùm em á là bên em chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi nha mấy anh chị yêu ơi. Là số tài khoản là 25391629 nha mấy anh chị. Ngân hàng ACB, chủ tài khoản là Trần Thị Minh Châu nha mấy anh chị ơi. À, trước khi mình chuyển khoản bên em á là mình nhớ ép qua Zalo gọi điện thoại video để xác nhận tiền với lại cô chủ rồi mình hãy chuyển khoản nha. Để tránh những cái trường hợp mình bị lừa đảo nha mấy anh chị. Rồi, bây giờ em lên một lô dòng bi tiếp theo ha. Đó, dạng này là dạng bi dẻo nè. Hôm trước là em mới về một lô mà cháy hàng hết hàng rồi, hôm nay em mới về thêm một lô nữa đây. Đây. Bên em là có đầy đủ ni tay luôn nha, từ 1 len cho đến là 10 len ha. Đây. Sáng rỡ, rỡ luôn mấy anh chị ơi. Lấp lánh luôn ha. Mẫu, mấy mẫu này thì nó tầm khoảng là từ 1 lượng cho đến là 2 lượng 1, 2 lượng 2 ha. Đó. Nhanh tay chụp màn hình lại. Đó. Hàng cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi. Rồi, mẫu dòng em đang đeo này mấy anh chị ơi. Cái dạng này cũng là dạng bi luôn ha. Đó, dạng bi bản. Cái này là 3 màu. À. Trọng lượng của nó là tầm khoảng 1 lượng 8 một chiếc ha. Cực kỳ sang luôn á, chị nào mà mua đen tí xíu á, đen mấy cái hàng như vậy nè. Cực kỳ sang, cực kỳ trẻ trung luôn. Mà mấy cái hàng này là free size luôn ha. Cái hàng này do bởi vì mấy cái dạng này nó có tân đơ nè. Đó, là mình nới ra nới vô thoải mái luôn ha. Cực kỳ đẹp luôn. Sáng lấp lánh luôn mấy chị yêu. Rồi, em lên một lô dòng tiếp theo ha, dòng hộp ha. Đó, chị nào mà thích đeo mấy cái dạng hộp nè, sang sang đi đám đi tiệm mình đeo mấy cái hàng như vậy nè. Đó, cực kỳ xuất sắc luôn mấy chị yêu ơi. Rất là sáng luôn. Đai này là đai lưới hết nha. Đai lưới móc máy kim tiền, cực kỳ đẹp luôn. Đó, hộp trà. Hộp trà, hộp hồng, hộp trắng. Cực kỳ sang nha. Rồi. Mẫu này á, thì nó tầm khoảng là 5 chỉ một chiếc thôi nha. Đó, rồi nhanh tay chụp màn hình lại. Rồi, em lên một lô lắc tiếp theo ha. Lắc khoan lạc. Siêu phẩm bên em luôn đây mấy anh chị ơi. Hàng này là chỉ có tại tiệm vàng Kim Thành Thảo thôi nha. Bởi vì mấy cái hàng này là em đặt mới có, chứ còn bình thường là không có hàng ha. Đó, đây. Mẫu này thì nó tầm khoảng là 15 lượng, 16 lượng nha. Cực kỳ sáng luôn. Khóa hộp ha. Khóa hộp ở trên đây là một con rồng nổi nữa ha. Cực kỳ đẹp luôn. Sáng rực rỡ luôn. Đeo rất là chắc tay luôn nha.
Bên em là có đầy đủ trọng lượng nha, từ 5 lượng cho đến mười mấy lượng vẫn có ha. Còn ví dụ nếu mà muốn nhỏ nhỏ thì từ cỡ khoảng là 8 chỉ cho đến mười mấy lượng luôn. Cực kỳ đẹp luôn, sáng lấp lánh luôn, trơn đơn giản mình dễ đeo nữa. Đây em về được 3 lắc này. Còn mấy lắc kia thì em chưa có lên. Để em hẹn anh chị được sau rồi em lên mấy cái dạng nhỏ nhỏ lại phớt ha. Đây, xuất sắc mấy anh chị ơi, cực kỳ đẹp luôn nha, sáng lấp lánh luôn. Nó từ cái này là từ 5 lượng cho đến là 16 lượng ha. Nhanh tay chụp hình lại giùm em ha. Rồi, em lên một siêu phẩm tiếp theo tại tiệm vàng Kim Thành Thảo thôi nha. Cái hàng, mấy hàng này là hàng em đặt về nó mới có, chứ còn nó không có sẵn nha mấy anh chị yêu ơi. Đây, trời ơi, xuất sắc chưa? Nguyên một dạng lắp bản luôn. Đây, cực kỳ đẹp luôn nha. Này là ong rồng luôn ha, chứ không phải con rồng nữa nha mấy anh chị ơi. Đó, cực kỳ xinh luôn nha, rất là sắc nét luôn. Mẫu cực kỳ sắc sảo. Cái dạng này là dạng bản ha, mình đeo lên tay thì nó trở thành rồi. Đây, rất là ôm vòng tay luôn, cực kỳ sang luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, dạng này là dạng khóa hộp luôn nha mấy anh chị ơi, rất là sáng luôn. Mẫu này thì nó tầm khoảng là 11 lượng nha. Nhanh tay chụp màn hình mấy anh chị. Bên em á là chuẩn bị là ngày mùng 7 này, là mùng 7 tháng 5 nhằm vào ngày thứ bảy á mấy anh chị ơi, là cô chủ sẽ đập hộp quay trực tiếp luôn, đập hộp sản phẩm ha, dàn Italy với lại dàn nữ trang 610 ha. Rồi tầm khoảng là 9 giờ sáng kính mong quý khách hàng anh chị cô dì chú bác đón xem ha. Rồi em lên một lô nhẫn 24 nha. Đây nhẫn hoa hồng ha. Mẫu này thì nó tầm khoảng là 2 chỉ mấy đó. Đây, về hàng cực kỳ nhiều luôn mấy anh chị ơi. Đây, nguyên một rừng hoa luôn nha mấy anh chị ơi, cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, trời ơi, bá cháy luôn. Nó, mấy nhẫn này thì tầm khoảng là 2 chỉ mấy cho đến 3 chỉ ha. Nó nhanh tay chụp màn hình lại giùm em. Bên em là đầy đủ ni tay luôn nha mấy anh chị ơi. Đeo cực kỳ sang luôn. Cái này á, là mình chỉ cần đeo ngón giữa là một chiếc một thôi là bao sang rồi. Đây, đeo như vậy cho em thôi, một chiếc một thôi, cực kỳ sang, đi đám đi tiệc đeo là bao sang luôn, xuất sắc luôn nha mấy chị yêu ơi. Rồi em qua mẫu ha. Đây em về được vòng tay, vòng hoa luôn ha. Đó, cực kỳ xinh luôn nha. Đây, rất là xuất sắc luôn. Đó, cái này rồi xong cái mình đi thêm như một chiếc nhẫn nữa. Đó, nguyên một set bộ luôn, cực kỳ sang. Rồi chị yêu nào thích mẫu này nhanh tay chụp màn hình lại giùm em nha. Mẫu này thì nó tầm khoảng là 5 chỉ một chiếc thôi nha mấy chị yêu ơi, cực kỳ đẹp luôn. Rồi em qua mẫu ha, em lên một lô lắc ha, lắc khoan lặng luôn nha. Đó, mấy cái hàng này thì em đặt về nó mới có thôi, chứ còn bình thường là nó không có đâu nè. Từ 5 lượng nè, 5 lượng, 3 lượng nè, 1 lượng nè. Đó, bao sáng cho mấy anh chị yêu luôn, sáng lấp lánh luôn ha. Cái dạng này là dạng khóa chữ S nha mấy anh chị ơi, đeo rất là chắc chắn luôn nha. Rồi em lên một lô lắc tiếp theo ha, lô lắc bản cho nữ ha.
Đây. Nó từ 2 lượng, 2 lượng, 2 lượng, 1 lượng. Đây, chị yêu nào mà thích đơn giản đó thì tậu ngay mấy cái em này về cho em ha. Đó, mình đeo cực kỳ sang luôn nha. Quá trời đẹp luôn. À, móc máy thương hiệu nè, kiểu nè, hoa văn nè, kim tiền nè. Đeo kim tiền là giữ tiền nè, thương hiệu thì mình đeo nhìn cho nó modern á. Đó. Rồi, nhanh tay chụp màn hình lại dùm cho em nha mấy chị yêu ơi. Em kính mời quý khách hàng, anh chị, cô dì, chú bác ghé đến tiệm em để tậu cho mình những cái sản phẩm vừa mới, vừa đẹp, vừa độc lạ luôn ha. Để tậu cho mình và người thân luôn nha. Đó. Một siêu phẩm tiếp theo là lắc hoa mai nha. Đó, mình đi chung với bộ hồi nãy nhẵn em lên cũng được luôn. Cực kỳ sang luôn. Xuất sắc quá mấy chị yêu ơi. Hàng về bên em là ngập tràn kim thành thảo luôn. Hàng về quá trời luôn. Mẫu này thì nó tầm khoảng là 1,5 lượng đến 1,8 lượng một lắc thôi nha mấy chị yêu ơi. Đó, xuất sắc luôn. Rồi, em lên một lô dòng. Dòng thương hiệu nha. Hôm qua là em có lên một lô rồi, hôm nay mà bị cháy hàng rồi. Mới về lại thêm một lô nữa đây. Cực kỳ xinh luôn nha. Đó, chị nào thích đơn giản á thì mình tậu ngay mấy cái em này về cho em ha. Cái này mình đeo một chiếc vẫn được, mà mình đeo cả vẫn được luôn nha mấy chị yêu ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Cái dạng này là dạng khóa bạc nha. Mình đeo nó không có bị lộ có khóa ra ngoài luôn. Đó, cực kỳ dễ đeo, nó như con tắt điện vậy đó, mình nhắn vô rồi mình gỡ ra thôi. Mà rất là chắc luôn. Rồi, chị yêu nào thích mẫu này nhanh tay chụp. Rồi, em lên một siêu phẩm tiếp theo ha. Dòng đinh. Đây, em về thêm được một lô nữa nè. Dạng này thì em về hồi bữa trước là em về dạng tắm, còn cái này thì móc máy không. Chị yêu nào mà muốn đơn giản đeo sợ rớt hột quá thì tặng ngay mấy cái em này về cho em nè. Đeo rất là đơn giản mà đẹp luôn. Đó. Móc máy cực kỳ sáng luôn nha mấy chị yêu ơi, đeo khỏi sợ bị đen luôn ha. Mẫu này á, thì nó tầm khoảng là 2,7 triệu một chiếc thôi nha. Đó, mà đeo cực kỳ sang luôn. Hàng này là hàng đúc luôn, đeo rất là chắc chắn nha mấy chị yêu ơi. Rồi, em lên, em mới về được một lô bông, bông thương hiệu nha. Đây, về được mấy đôi thôi nha mấy chị yêu ơi. Nhanh chân ghé đến tiệm vàng Chi Kim Thành Thảo để tạo cho mình những sản phẩm vừa mới, vừa đẹp, vừa độc lạ luôn ha. Cho cả mình và người thân luôn nha. Đó, đây bông thương hiệu cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị yêu ơi. Mấy anh chị yêu lưu ý giùm em á là bên em chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi nha. Số tài khoản là 25391629 nha mấy chị yêu ơi. Ngân hàng ACB, chủ tài khoản là Trần Thị Minh Châu nha. Trước khi mình chuyển khoản bên em, mình nhớ ép qua Zalo gọi điện thoại video để xác nhận tiệm với lại cô chủ rồi mình hãy chuyển khoản nha. Để tránh những cái trường hợp mình bị lừa đảo nha mấy anh chị ơi. Rồi, em lên một lô dòng tiếp theo nha. Đây, dòng thương hiệu Đỗ Huyền nha mấy chị. Cực kỳ đẹp luôn. Đây. Cực kỳ hot luôn nha. Rất là xinh luôn. Rồi, chị yêu nào thích mẫu này nhanh tay chụp màn hình lại giùm em ha. Còn chị nào mà ở gần á, thì em mời mấy chị yêu ghé tiệm luôn rồi để xem mẫu trực tiếp luôn rồi xong mình chốt đơn luôn ha. Đó. Rất là đẹp nha mấy chị yêu ơi. Rồi, một mẫu dòng tiếp theo, dòng kiểu nha. Mẫu dòng Đỗ Huyền này thì nó tầm khoảng là 4,5 triệu một dòng thôi nha mấy chị yêu ơi. Cực kỳ xinh luôn. Đó, mẫu dòng thứ hai, dòng kiểu. Mẫu này thì nó tầm khoảng 3,5 triệu một dòng. Đeo đơn giản mà rất là xinh luôn nha. Cái này là mình đeo hàng ngày, đi đâu đi đó, đi chơi với bạn bè mình đeo vẫn được luôn. Nó không cơ to quá. Đeo cực kỳ đẹp ha. Rồi, đến đây em xin kết thúc video này ha. Em xin cảm ơn anh chị, cô dì, chú bác là đã quan tâm và theo dõi video này ha. Rồi, em xin chân thành cảm ơn. Mấy anh chị lưu ý giùm em là bên em chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi nha mấy anh chị ơi. Số tài khoản là 25391629 nha. Ngân hàng ACB, chủ tài khoản là Trần Thị Minh Châu nha. Trước khi mình chuyển khoản bên em á là mình nhớ ép qua Zalo gọi điện thoại video để xác nhận tiệm với lại cô chủ rồi mình hãy chuyển khoản nha mấy anh chị. Để tránh những cái trường hợp mình bị lừa đảo nha.